Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Trong năm ngày nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, Thanh Hóa đón gần 1,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.860 tỷ đồng. Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An năm 2023 đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách các phần tô thắm thêm nghĩa tình son sắc hai thành phố kết nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa đã vận động các hộ dân dồn điền đổi thừa, tích tụ tập trung ruộng đất để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Khu vực này trước đây là ruộng sâu trũng, đất sình lầy, canh tác không hiệu quả nên người dân bỏ hoang nhiều năm. Được chính quyền địa phương khuyến khích, năm 2017, gia đình chị Hồ Thùy Trung, thôn Văn Đô, xã Trường Sơn đã vận động các hộ dân cho gia đình chị thuê sản xuất. Sau khi tích tụ được diện tích 20 hecta, gia đình chị đã đầu tư tôn nền ruộng, cải tạo đất, liên kết với doanh nghiệp đưa giống lúa nếp Đài Loan vào gieo cấy. Ngay từ những vụ đầu tiên sau chuyển đổi, hiệu quả sản xuất đã được nâng lên rõ rệt. Trung bình mỗi năm hai vụ lúa, gia đình chị Trung thu hoạch khoảng 90 tấn lúa nếp, trừ chi phí cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng trong thời gian tới là thể làm thêm một cái mô hình nữa là mây sấy rồi rồi từ rồi đưa về chạy lúa rồi làm quy mô hơn nữa rồi sản xuất ra gào ra thị trường thực hiện nghị quyết 13 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh thanh hóa về tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao huyện nông cống đã ban hành các nghị quyết chuyên đề chương trình hành động để triển khai thực hiện đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, ban hành các cơ chế, chính sách và giao chỉ tiêu xây dựng mô hình tích tụ, tập trung đất đai phù hợp với lợi thế địa phương. Đến nay, huyện Nông Cống đã tích tụ, tập trung được trên 2.000 hecta đất để sản xuất quy mô lớn. Trong đó, một số diện tích ứng dụng công nghệ cao, giá trị thu nhập bình quân cao gấp 2 đến 3 lần so với sản xuất truyền thống. Trong năm ngày nghỉ lễ từ 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, Thanh Hóa đón gần 1,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.860 tỷ đồng, với lượng khách này, Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương có lượng khách đông nhất cả nước. Một trong những lý do thu hút khách tới Thanh Hóa Đông là do các địa phương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Các khu điểm du lịch đều quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa nhiều các loại hình dịch vụ du lịch mới vào hoạt động. Bên cạnh đó, trong dịp nghỉ lễ, tuyến đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, Khánh Thành và được đưa vào khai thác, đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Thanh Hóa còn 2 giờ đồng hồ. Từ các điểm sao của tuyến đường, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm du lịch nổi tiếng tại Thanh Hóa với bán kính khoảng 25 đến 30 km. Đi đường cao tốc hôm nay thấy là nhất nhanh thuận lợi, đường đẹp và muốn là làm sao đường cao tốc thông được vào đến Nghệ An cho người dân đi lại thuận lợi. Du lịch biển tiếp tục khẳng định lợi thế khi thu hút lượng du khách rất lớn. Các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch ở Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Tiên Trang đều hoạt động hầu như hết công suất trong suốt 5 ngày nghỉ lễ. Mặc dù lượng khách lớn, nhưng tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không để xảy ra sự cố mất an toàn, không có tình trạng ép giá, chèn ép khách. Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, du khách đánh giá tốt về chất lượng dịch vụ du lịch tại Thanh Hóa. Thành phố đã niêm yết trên tất cả các tuyến đường, các số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch thành phố, của trường công an thành phố, của đội quản lý thị trường số 2, của các cơ quan chức năng cũng như là các đường dây nóng phản ứng nhanh của thành phố để kịp thời xử lý những cái trường hợp ép giá, ép khách, đồng thời thành lập tổ kiểm tra kiểm soát du lịch để kịp thời xử lý những trường hợp phát sinh. Sức hút của du lịch Thanh Hóa đối với du khách trong kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua tiếp tục khẳng định tiềm năng thế mạnh và bước đi đúng hướng của ngành kinh tế quan trọng này, đồng thời tạo niềm tin để Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón trên 12 triệu lượt khách trong năm 2023. Diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2003 tại công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa. Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa thành phố Hội An năm 2003 đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách. Góp phần khẳng định tô thắm thêm nghĩa tình son sắt đã được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai thành phố dự xây vun đắp trong suốt 62 năm qua. Công viên Hội An thành phố Thanh Hóa đã trở thành không gian tái hiện sinh động những nét đẹp, giá trị văn hóa đặc trưng của hai thành phố Thanh Hóa, Hội An. Nhiều sự kiện hoạt động liên tục được tổ chức thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia như giao lưu, biểu diễn văn nghệ, các trò chơi trò diễn dân gian, trình diễn áo dài và trang phục truyền thống, hội thi chim cảnh, chạy chữ, giao lưu các môn thể thao cộng đồng, thể thao dân tộc. Tuần lễ văn hóa giữa thành phố Thanh Hóa và thành phố Hội An được tổ chức rất là quy mô rất là bài bản. Tôi nhận thấy thì uh, tuần lễ với, uh, văn hóa giữa thành phố với văn hóa và thành phố Hội An thì mang lại rất nhiều cảm xúc cũng như là và đem lại những cái uh, gắn kết giữa con người của nhân dân uh, thành phố Thanh Hóa và con người của nhân dân thành phố Hội An. Cũng tại công viên Hội An, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phối hợp với Bảo tàng tỉnh, Trung tâm triển lãm, hội trợ, quảng cáo đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa tổ chức trưng bày triển lãm tư liệu ảnh và hiện vật về văn hóa Đông Sơn lịch sử kết nghĩa thanh hóa quảng nam trưng bày tranh ảnh kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa việt nam với chủ đề văn hóa soi đường cho quốc dân đi cùng với đó người dân và du khách cũng rất thích thú thưởng lãm công trình đường hoa cổng hoa con đường tình yêu các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp văn hóa ẩm thực quảng bá du lịch cho khuôn viên công viên hội an ước tính có khoảng 150.000 lượt người tới tham quan trải nghiệm các hoạt động tại tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An năm 2023. Ngày mai mùng 4 tháng 5 tức là ngày 15 tháng 3 âm lịch tại huyện Yên Định, lễ hội đền Đồng Cổ năm 2023 sẽ khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ý nghĩa. Cùng với các nghi thức truyền thống, lần đầu tiên chương trình khai mạc lễ hội đền Đồng Cổ sẽ có chương trình nghệ thuật sân khấu hóa với chủ đề Đồng Cổ uy linh, tình ảnh kết tụ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Định chỉ đạo thực hiện trong khuôn khổ lễ hội năm nay, huyện yên định sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trình diễn văn hóa phi vật thể, trò chơi, trò diễn dân gian, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm ô cốp, các sản phẩm đặc trưng của huyện yên định và một số địa phương trong tỉnh. lần này đến với huyện yên định thì quan sơn có mang một số cái mặt hàng của trên miền núi à, quảng bá với các du khách gần xa nên mong muốn là lần sau nếu có dịp sẽ được làm việc chung với các huyện. Đặc biệt trong dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì phối hợp với các địa phương đơn vị liên quan, tổ chức đoàn farm trip giới thiệu khảo sát các điểm đến, công bố tuyến du lịch kết nối các điểm du lịch thuộc các huyện Yên Định, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân với 4 tour nội vùng và 6 tour kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Trong những ngày qua, các bệnh viện trên địa bàn Thanh Hóa ghi nhận số ca tai nạn giao thông, tai nạn thương tích trong sinh hoạt, lao động, nhập viện tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 29 tháng 4 đến sáng nay ngày 3 tháng 5, toàn tỉnh có 384 bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện, trong đó có 2 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số ca nhập viện gia tăng nhưng tỷ lệ bệnh nhân nặng giảm. Trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua thì tình hình tai nạn giao thông thì cũng tăng nhiều nhưng chỉ từ từ ở mức độ trung bình đến nhẹ cho nên vậy là chúng tôi xử trí đối với bệnh viện đa khoa tiến là chúng tôi xử trí được tất cả các bệnh nhân không phải chuyển lên tuyến trên. Theo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, trong kỳ nghỉ lễ, các bệnh viện đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, cấp cứu và chăm sóc điều trị bệnh nhân. Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh ghi nhận 419 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện tại, có 62 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó hai bệnh nhân có bệnh lý nền diễn biến nguy kịch. Thời gian gần đây, đoạn sông Âm trải qua địa phận xã Vân An, huyện Ngọc Lặc sẽ ra hiện tượng nước đổi màu vào những ngày cuối tuần. Bọt trắng xuất hiện nhiều, điều này khiến người dân lo lắng về việc tái diễn tình trạng xả thải gây ô nhiễm dòng sông. Theo phản ánh của người dân, sau những đợt mưa lớn hoặc những ngày cuối tuần, nước sông Âm đoạn qua xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc chuyển sang màu xanh rêu, bọt nổi trắng khắp sông, nước sông có mùi khác thường, khiến người dân không dám sử dụng nước sông phục vụ sinh hoạt. Trước đây, đoạn sông này đã từng xảy ra tình trạng ô nhiễm do các nhà máy đầu nguồn xả thải xuống sông gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. Phản ánh của bà con nhân dân đó, về cái tình trạng mà ừ, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là cái dòng sông âm thì cứ 3 tuần thì trong một tháng là cứ xả một lần là cái nước thải lại là làm ảnh hưởng đến cái thứ nhất là đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân. Thứ hai là ảnh hưởng đến về vấn đề phát triển kinh tế cũng như, như bà con nhân dân đi lại ở bờ sông. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác minh nội dung phản ánh của người dân để có văn bản báo cáo các cơ quan cấp tỉnh kiểm tra nguồn nước. Nếu có tình trạng ô nhiễm do các đơn vị sản xuất xả thải ra môi trường sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bản tin cuối ngày hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.